Chương 1041, 48 giờ. Chu Văn nghĩ tới đây, quyết định phái người bạn sinh sủng đi lên khiêu chiến thử nhìn một chút. Cái này phối hợp sủng nhất định phải là Trung tử Nhã biết đến, nếu như Nhã tiếp nhận này một cái phối hợp sủng khiêu chiến, vậy hắn rất có thể thật liền là Trung tử Nhã. Đương nhiên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Chu Văn lại không thể tùy tiện hy sinh chính mình chiến lực chủ yếu muốn cho cái nào phối hợp sủng đi lên khiêu chiến tương đối tốt đâu. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới thích hợp phối hợp sủng. Phải cái chiến lực chủ yếu sủng đi lên, tỉ như bạo quân bỉ mông này loại, vậy liền không chỉ chung tử nhã, người người đều biết đó là hắn Chu Văn phối hợp sủng. Mà lại một phần vạn nhã cũng không là chung tử nhã, trời mới biết có thể bộc phát hay không ra cái gì kỳ quái kỹ năng, một phần vạn bạo quân bỉ mông bị xử lý sẽ thua lỗ lớn nếu như không phải kiên kỵ dạ đế những cái kia đã đạt đến khủng cụ cấp gia hỏa chu văn phái ma anh đi lên tranh cái đệ nhất cũng không tệ thế nhưng âm thầm ẩn giấu đi nhiều ít khủng cụ cấp tồn tại chu văn là tuyệt không rõ ràng không dám mạo hiểm dạng này hiểm chu văn nghĩ tới nghĩ lui đến là nhường hắn nghĩ tới một cái so sánh thích hợp phối hợp sủng lúc trước chung tử nhã dùng ẩn hình y phối hợp trứng theo hắn nơi này đổi đi medusa thứ nguyên kết tinh biết ẩn hình y tại Chu Văn người nơi này không nhiều, Chung Tử Nhã khẳng định là một cái trong số đó. Mà lại ẩn hình y đi lên cũng có chỗ tốt, có 3 phút ẩn hình năng lực tại, muốn giết nó không dễ dàng như vậy, làm sao cũng tới kịp đầu hàng. Còn có một chỗ tốt, liền là người bình thường không nhìn thấy ẩn hình y, cũng sẽ không biết là hắn phối hợp sủng đi lên khiêu chiến, cái này dễ dàng hơn. Thầm nghĩ lấy, Chu Văn liền triệu hoán ra ẩn hình y, để nó trực tiếp trôi nổi trôi hướng hình lập phương. Bởi vì ẩn hình y bản thân liền là ẩn hình, căn bản không ai có thể nhìn thấy hắn, chỉ có một ít đỉnh cấp cường giả mới có thể lợi dụng một chút phương pháp đặc thù, cảm giác được ẩn hình y tồn tại. Bất quá lúc này lực chú ý của mọi người đều bị nhã cùng với những cái khác thủ hộ giả chiến đấu hấp dẫn, căn bản không có người chú ý tới ẩn hình y đến. Nhã sát thực rất mạnh, có thể là liên tục chiến đấu khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều rõ ràng có khả năng nhìn ra hắn lực lượng cùng tốc độ đều đang giảm xuống mặc dù như thế người bảo vệ kia vẫn là bị nhã đánh bại bất quá mặt cho ai đều nhìn ra nhà thống trị lực đang ở hạ thấp đã không có lúc trước như vậy không thể chiến thắng làm người bảo vệ kia nhận thua trước tiên liền lại có người phát khởi khiêu chiến cơ hồ là tại đồng thời chu văn nhường ẩn hình y cũng phát động khiêu chiến Đế Đô hình lập phương bên trên hào quang ngút trời, nhưng trong lòng mọi người tất cả giật mình. Là ai? Là ai tại đây bên trong phát khởi khiêu chiến? Chúng ta Đế Đô cũng có thủ hộ giả muốn tham chiến sao? Kỳ quái, tại sao không thấy được người a? À? Là ai tại khiêu chiến? Quỷ ảnh đều không có một cái nào, nơi nào có người? Mọi người thời điểm kinh nghi bất định, Đế Đô hình lập phương trên màn hình xuất hiện ẩn hình y khiêu chiến nhã chữ, chẳng qua là y nguyên không nhìn thấy hình dạng của nó, tại hình lập phương trên màn hình, ẩn hình y y nguyên vẫn là ẩn hình. Ẩn hình y Lại có người nắm ẩn hình y một lần nữa ấp ra tới, bất quá đây cũng là phối hợp sủng A. Đơn nhất phối hợp sủng cũng dám khiêu chiến thủ hộ giả, khó tránh khỏi có chút quá tự tin đi, coi như là có được ẩn hình năng lực, cũng không có khả năng đánh thắng được nhã A dĩ nhiên đánh không lại, ẩn hình y ẩn hình năng lực mặc dù lợi hại, thế nhưng bản thân lực công kích cũng không mạnh, sợ là liền thủ hộ giả chi khải đều không phá nổi. Các ngươi nói nhiều như vậy vô dụng, nhà đoán chừng căn bản sẽ không tiếp nhận ẩn hình y khiêu chiến, có nhiều như vậy thủ hộ giả khiêu chiến hắn, đối với dạng này phối hợp sủng, hẳn là sẽ chẳng thèm ngó tới đi. Tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý có thể là tiếp xuống các nơi trên thế giới hình lập phương đều phát sáng lên, đồng thời xuất hiện hai cái tên, chính là Nhã cùng ẩn hình y. Ta đi, Nhã vậy mà tiếp nhận ẩn hình y khiêu chiến. Nhã đây là đang làm gì? Cùng một cái phối hợp sủng chiến đấu sao? Xem ra hắn thật chính là mệt mỏi, nghĩ mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút a. À? Tất cả mọi người cảm thấy, Nhã tiếp nhận ẩn hình y khiêu chiến, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút. Chu Văn thấy ẩn hình y được tuyển chọn, trong lòng lập tức vui mừng quá đổi. Xem ra nhà tám chín phần mười liền là chung tử nhã. Chu Văn trong lòng suy tư thời điểm, ẩn hình y đã thông qua hình lập phương bên trên lối đi, tiến nhập trong hư không hình lập phương cách đấu tràng. Nhã Yên Nguyên đứng tại hình lập phương cách đấu tràng bên trên, thái cổ tiên kiếm nắm trong tay, nhìn không ra có bất kỳ tâm tình gì bên trên gợn sóng, tựa hồ không biết ẩn hình y cái tên này đến cùng phải hay không chung tử nhã chu văn hiện tại lại có chút không dám xác định bởi vì tại nhã trong mắt tự hồ chỉ có vô cùng chiến ý một giây sau nhã đã rút ra thái cổ tiên kiếm hướng về ẩn hình y phi đâm mà đi ẩn hình y bình thường ẩn thân năng lực tại nhã trước mặt hiển nhiên là không có tác dụng gì nhã một kiếm này vừa nhanh vừa độc vậy mà so sánh với một tràng thời điểm chiến đấu còn muốn hung ác mãnh liệt Chu Văn đành phải mệnh lệnh ẩn hình y sử dụng ẩn hình năng lực, ẩn hình y hình thể cũng biến mất theo, nhã một kiếm kia xuyên qua ẩn hình y, lại không thể làm bị thương hắn. Tại thái cổ tiên kiếm xuyên qua ẩn hình y thời điểm, Chu Văn đột nhiên phát hiện ẩn hình y sinh ra dị dạng gần sống, trong lòng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ nói, nhã có phá ẩn hình năng lực? Chu Văn đang suy nghĩ thời điểm, lại đột nhiên thấy nhã thân thể xuyên qua ẩn hình y về sau, như là quan lưu tiêu tán, sau đó đã không thấy tâm hơi tung ảnh của hắn. Đây là kỹ năng gì? Cũng là ẩn hình sao? Chu Văn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chờ hắn thấy hình lập phương bên trên biểu hiện hình ảnh thời điểm, lại lập tức ngẩn người. Các nơi trên thế giới hình lập phương trên màn hình, xếp hàng thứ nhất nhã, lần đầu theo vị trí thứ nhất bên trên rơi xuống, thay vào đó, chính là Chu Văn ẩn hình y thoáng một cái không chỉ là chu văn tất cả mọi người ngẩn người không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào ẩn hình y khiêu chiến nhã nhã chỉ xuất một kiếm vậy mà liền nhận thua ngược lại bọn hắn không nhìn thấy ẩn hình y chỉ có thể nhìn thấy nhã ra một kiếm cũng không biết nhã đến cùng là tại sao thua đến cùng vì cái gì nhận thua không thể nào phối hợp sủng lại có thể đánh bại thủ hộ giả vẫn là nhã như thế thủ hộ giả thật sự là gặp quỷ, một cái phối hợp sủng vậy mà chiếm cứ đệ nhất. Tấm màn đen, tuyệt đối tấm màn đen, ta toàn bộ tài sản đều mua nhã thắng, hiện tại toàn thua sạch, lão bà bản cũng bị mất, ô ô. Lão đệ, đánh bạc là không tốt, an tâm ta đi trả nợ đi, lão bà người ta tới chiếu cố. Nguyên bản chuẩn bị muốn khiêu chiến nhã những người bảo vệ kia, thấy nhã vậy mà bại, nhường ra vị trí thứ nhất, đều là ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, không biết nên không nên tiếp tục khiêu chiến. Đến cùng là muốn khiêu chiến đệ nhất ẩn hình y, vẫn là phải khiêu chiến đã rơi xuống đệ nhị nhã. Mà Chu Văn cũng đã cảm giác ra ẩn hình y không được bình thường, tại cái kia đã ẩn hình ẩn hình y bên trong, vậy mà không biết làm sao bị viết lên một hàng chữ. Giúp ta chiếm vị trí thứ nhất, 48 giờ bên trong gấp trở về, đệ nhất tuyệt không thể ném, bằng không ta đem mất mạng. Trung tử nhã. Chu Văn không biết hàng chữ này là thế nào viết lên, nhưng là bây giờ đã không có bất kỳ nghi vấn nào, nhã liền là trung tử nhã. 48 giờ. Ngươi quá để mắt ta đi. Chu Văn không biết chuyện gì xảy ra, có thể là muốn tại 48 giờ bên trong chiếm cứ bảng xếp hạng vị trí thứ nhất, lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Hiện tại khiêu chiến thời gian chuẩn bị đã rút ngắn đến 1 giờ, bốn trong vòng 18 tiếng. Chu Văn nhất định phải ứng chiến 48 lần, mà lại cùng một ngày thời gian bên trong, cùng một cái người khiêu chiến không thể lại khiêu chiến lần thứ hai.